Jamie đang trên đường đi qua nhà bóng và bóng thì mở ở trên trường và giờ thì bóng còn phải tắm để bóng có đi chạy bộ ở trường. Rồi bây giờ bóng sẽ tắm và hy vọng là bóng tắm xong thì Jamie vẫn chưa tới đâu, không có thời gian để mà nhìn đàng hoàng hơn. Ok, gặp lại mọi người sau nha. 2 hours later. Tắm xong rồi nhưng mà Jamie vẫn chưa tới. Vậy thì bóng sẽ cho mọi người xem bóng mặc cái gì nha. Tại vì ở ngoài trời vẫn còn hơi lạnh cho nên bóng mặc. Nhưng mà nếu mà cần phải đi đâu thì bóng sẽ khoác áo khoác vô và mọi người để thấy bóng còn cái tattoo này. Cái hình xăm này là hình xăm giả đó nha mọi người, đừng tưởng là hình xăm thiệt. Tại vì bóng đăng nó trên Instagram thì nhiều người chưa xem video của bóng tưởng là nó là hình xăm thiệt luôn. Đây. Jamie, where are you? I'm ready to see you. Update là mì vẫn chưa tới và bóng đã rửa sẵn nho để mà có gì mời mì ăn khi mà tới đây. Và hồi nãy bóng có gọi mì thử tại cũng hơi sợ, hơi lo là tại không thấy mì nhắn tin gì hết á. Thì mì có nhắn lại là đang trên đường đi rồi. Mì mới nhắn tin cho bóng. Mình nói là 10 phút mì sẽ tới đây. Tức lệ không là nho sẽ hết á. Trong lúc đời thì bóng làm cái quiz này trên kênh 14 khá là thú vị với mọi người. Đó là câu hỏi về đặc sản của Việt Nam ở tỉnh nào. Này giờ bóng trả lời sai hai câu rồi. Nhãn da bò là của Bạc Liêu chứ không phải của Tiền Giang nha bóng. Với lại nêm nấm da thủy là của Nam Định. Lúc nãy xếp trả lời Nam Định rồi, sau đó tự nhiên đổi là tỉnh Bắc Ninh, thành sai. Tiếp. Chả cá lá vọng tần từ cá lá. Đúng rồi nha. Yeah. Mọi người nhớ cái này nha. Nếu ai chưa biết đó là cơm tấm Long Xuyên An Giang, cái điểm khác biệt gì so với cơm tấm Sài Gòn đó là hạt cơm nhỏ hơn, tất cả nguyên liệu đều được cắt nhỏ, có thêm trứng kho. Tại vì cơm tấm Long Xuyên lúc nấu lên thành cơm với ta bằng một nửa cơm tấm Sài Gòn và nhiều nơi khác. Và đây từ phần chung đi cơm tấm Long Xuyên như thịt sườn, nướng trứng kho đều được cắt nhỏ, khi ra thưởng thức để dạ cho vào miệng hơn. Nhớ nha mọi người. Tới rồi. Oh my god, oh my god, oh my god. Đây sẽ là lần đầu tiên mình thấy nhà bóng. Mình đang tìm góc trong nhà bóng để mà ánh sáng đẹp để mà quay vlog. Đúng rồi đó. Okay. Bây giờ là quay nội thất nhà bóng quay. Ok, come to.
Dạ, đây là chỗ mà bóng chắc là ở trong nhà thì ở đây là nhiều nhất. Nhất là mấy lúc mà vừa đi đâu về là sẽ đi thẳng tới pantry để mà tìm snack để ăn. Nhà bự, bếp bự. Bóng đói quá. Ừ. Một bầu trời rất là đẹp ở đằng đây. Yes. Yeah. Subscribe to my own. Stop. Em ơi, anh yêu em. What the hell? How am I? Dude, how about the food? Bản xeo. Uh-huh. Nào ba ba. Yes. Enter. Like okay, a daddy. Yeah. Cho kẹo một em bé. Bên kia bác kia đang ngồi đợi để cho con nít kẹo. Hai bác già. Cho kẹo được cỡ mấy nhóc ta? 10 nhóc. Mà hồi nãy có một anh nhóc kia là làm zombie cho nên là bóng lật là bóng chạy. Xong rồi ba mẹ của ba anh đó cười quá chừng. Và hiện giờ là chưa có thấy thêm em nhóc nào nữa cho nên bóng sẽ đi vô trong nhà tại vì hơi lạnh. Rồi phải thi đồ nữa tại vì có bạn đi qua chơi. Man of the house. What do you think about my costume, baby? It's cute, babe. I love it. Thanks. Dạ, bóng chuẩn bị cái này trong vòng 5 phút để tất cả mọi thứ được sẵn. Và tại vì chuẩn bị các bạn qua cho nên là giờ Rachel sẽ ra ngoài để mà làm burger. Còn bóng thì sẽ chuẩn bị mấy cái này. Và mọi người có đón được bóng là ai không? Gợi ý nha, cái này là từ Disney Channel. This is my custom. Smoke it. Nice. What the fuck is this photo? Photo. Why are you sticking the bomb? Yeah, I like that. Oh, okay. That looks amazing. Wow, sure enough, his iPhone 12. He's the king of mojito, by the way. Not even that far. Crushed ice, mint, around 10 leaves. A good pour of white rum. A good pour of coconut rum. And coconut cream.
cream of coconut. Oh yeah. 1 or 2 tablespoons. Okay. You mix vigorously. Nice, nice, nice. And you pour. Awesome. Okay, ladies, if you want to get to know Christian more, he's single, by the way, so his at is Mauricio Reality. So Mauricio's Reality, if you want to. But underscore though, right? Underscore. Oh my god, so hard to remember. But yeah, I'm gonna put it on the screen for y'all. K-pop girl. Open can. Whoa, that works. Close can. All right. Very nice. All right, K-pop girl. Open can. Open can. Nice. Look at the taller one. Oh, sorry. Oh, sorry. Hi. 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 Happy Halloween. Oh, you got candy? Yes. Yeah. Oh. Yeah. Oh, wow. Look at that arm. Oh, wow. Oh, my God. He's scary, dude. Where's the button? On wrist. On the wrist. Good. I thought whole family was one of the scary ones. Oh my god, they're moving! Oh! I like the werewolf one right there. But on this one, right? Oh my gosh! I just ran into him too. Looks like your friend Christian. Looks like my mother-in-law. Oh! Wow, it's cute!